Dễ thương quá. Đây là phòng của Linh ở khách sạn S31 Sum Covid. Thật sự view. Để xem phòng tắm. Khách phòng khá là nhỏ nhưng mà cũng rất là xinh mọi người ạ. Còn đây là nhà vệ sinh và phòng tắm. Đã về đến khách sạn thì bây giờ thay đồ rồi sau đấy Linh cùng với cả team sẽ đi ra Siam Icon hay Icon Siam gì đấy. Thấy chị sếp bảo là đấy là cái trung tâm thương mại mới nhất ở Thái. Linh chưa có được đi rồi nên là chắc là thay đồ một chút xíu, đợi người ta mang đồ, mang vali của Linh lên rồi là thay đồ. Ôi mẹ ơi, mặt thật sự gớm, đầy dầu. Hello mọi người, hôm nay vừa để quay một cái video về những cái bước chăm sóc da của Linh khi mà Linh đi du lịch, đi travel, vừa để giới thiệu cho mọi người cái túi đựng đồ gọi đi tập tành của Linh hàng tuần, cũng như là Linh hay mang cái này theo để Linh để Linh sử dụng mỗi khi mà Linh đi công tác. Thì nếu như mọi người nhìn cái form này thì mọi người sẽ thấy rằng nó tương đối là giống những cái túi đựng đồ khác, nhưng thực tế thì nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Bởi vì cái này Linh mua là của Muji, tính ra tiền Việt không nhớ lắm nhưng mà tính ra cũng phải tầm đâu 300-400 nghìn tiền Việt ạ. Thì cái chất của nó khác hẳn những cái chất túi rẻ tiền khác ở ngoài thị trường đang bán, như mình mua ở Miniso rồi Mumuso hay bạn mua online thì hơn 100 nghìn các thứ ấy, thì cái chất lượng kém rất là nhiều. Con này nó rất là dày dặn và nó có vô cùng nhiều ngăn. Thế đằng sau nó có một ngăn này đựng đồ này, rồi là Linh kéo cái khóa này ra thì ở trên này có một ngăn, dưới này có một ngăn nữa, ở cái mép này có một ngăn nữa. Thì Linh sẽ cho mọi người xem mà Linh mang theo những cái thứ gì. Thì bình thường thì bàn chải đánh răng với cả da gạo dâu thì chỉ khi nào mà đi du lịch hay đi công tác cái này thì Linh sẽ mang theo thôi. Rồi sau đấy thì sẽ có rất là nhiều thứ, thì bây giờ mình sẽ cùng các bước skin care rồi Linh giới thiệu cho mọi người luôn. Rồi thường thì bây giờ Linh sẽ rửa mặt. Các bạn là đi công tác cái này thì cũng chỉ bôi kem chống nắng thôi, thế nên là Linh sẽ dùng chút rửa mặt. Thì ở đây Linh có cái tip chữa rửa mặt, nhìn được không ta? Tip chữa rửa mặt Neutrogena Deep Clean Foaming Cleanser, cái này Linh mua ở Thái luôn. Thì mua cũng lâu lâu rồi thì cũng để trong túi sách, thì đi tập là mang theo để rửa mặt. Đây, tạo bón lên, massage lên mặt, rồi sau đó Linh có mang theo cả máy rửa mặt này, máy rửa mặt của Baby Skin. Thì Linh rửa mặt thì tâm sự với mọi người là hôm nay đợt này đi đi Thái, đi công tác và đi với sếp, mà sếp Linh thì cũng có một thời gian sống ở bên Thái rồi nên chị rất là biết về Thái. Hôm nay chị dẫn đi ăn uống, đi ăn ở một, đi trà chiều. Hôm nay cũng là 2 giờ mới đến được, đến về đến khách sạn nghỉ ngơi một lúc, không đi trà chiều ở khách sạn là khách sạn gì đấy không nhớ đâu. Và cái quán đấy Linh sẽ để tên cái quán cho mọi người. Thì một cái set trà, để Linh nhớ, một cái set trà dành cho 2 người, nhưng mà nhiều lắm mọi người ạ, dành cho 2 người ấy, nó có giá khoảng tầm 1.200 baht. Mọi người chọn trà bánh rất ngon, và hôm nay Linh được ăn một cái mà Linh thấy rất là đầu tiên Linh được ăn, đó là cái clotted cream. Thấy chị sếp bảo rằng nó là cái phần tinh túy nhất của sữa bò, cực kỳ ngon luôn. Nó là một dạng cream màu trắng, cho mình cắt ra mình phết lên bánh mình ăn ấy, cực kỳ thích. Rồi Linh rửa mặt đã nha. Có một sự thật vô cùng kinh khủng mà bây giờ Linh mới biết, đó là mọi người đừng bao giờ dùng cái khăn ở khách sạn để lau lên mặt mình, bởi vì là nó rất bẩn. Bản thân mình nhiều khi mình còn lấy cái khăn mà họ để ở cái phần lau mặt ấy, mình để mình lau tay lau chân, rồi mình đôi khi lau cả giày đúng không? Thì nên là mình đừng dùng cái khăn đấy để mình lau lên mặt của mình, vì không biết bao nhiêu người họ lau cái khăn đấy rồi bẩn thỉu lắm. Nên mọi người nên có bông để lau mặt. Thì nắc tiện thể đến bông thì cái túi này của Linh này nó có một cái ngăn ở đây luôn để đựng. Tức là cũng cái giá này thôi, nhưng mình thấy những cái túi khác nó không có nhiều ngăn và nó rất là lộn xộn. Nhưng mà cái hồ cái này nó của Nhật, nó thiết kế cực kỳ là chuyên dụng luôn, đựng rất nhiều đồ.
thậm chí Linh mang được cả một người tai này. Rồi tiếp đến thì Linh sẽ có một lọ là lọ Adalabo nhỏ con này, lọ này là Linh mua được lọ bự thì nó có lọ con đó. Thì sau khi mà Linh rửa mặt xong thì Linh nhụ thấy cho Linh thấm qua bằng bông, sau đó thì lấy Adalabo lên và vỗ lên mặt. Thực ra là đi khi nào mà đi công tác như này thì Linh cũng đơn giản các bước skin care lắm, chứ cũng không cầu kỳ. Thi thoảng nhìn vào gương, thi thoảng nhìn mọi người nên mọi người thông cảm nhé. Rồi bước thứ ba Linh mang theo luôn này, đó là cái lọ serum dưỡng ẩm của Efruxure Hydra Vegetal. Cái này thì thường là Linh dùng buổi sáng, nhưng mà các bạn nó chỉ đơn giản là dưỡng ẩm thôi, thế nên là Linh dùng cả sáng cả tối đều được. Nhưng bởi vì là cái túi này Linh cầm và để Linh để đi tập gym, rồi hôm nay đi công tác thì mang theo luôn và nó rất là tiện đấy. Thế nên là đúng luôn cái này thì không nhận nó cấp ẩm thôi mọi người, nên cực kỳ thích. Rồi sau khi mà bôi thành xong thì Linh sẽ bôi kem mắt cũng của Efruxure luôn. Không có được sponsor bởi Efruxure đâu, nhưng mà các bạn là khi mà da của mình nó đang rất ok rồi ấy, thì Linh chỉ thường hay sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm thôi, mang đi du lịch ấy thì chỉ mang sản phẩm dưỡng ẩm thôi, chứ còn không mang những cái kiểu tinh chất điều trị dưỡng trắng rồi tinh chất trị mụn thì biết gì ở đâu. Đó, chỉ dưỡng ẩm đơn giản như thế này thôi. Rồi ngoài ra thì giới thiệu cho mọi người một số thứ còn lại vẫn có ở trong cái túi đựng đồ này của Linh, đó là dầu gội trong kia mất rồi, dầu gội đây là sữa tắm này, cái này cũng mua luôn ở trong Min, cũng mua ở Mumuso ở Mimuji luôn này. Rồi đây là lan khử mùi của Vichy, dòng này cực kỳ thích, mùi rất nhẹ nhưng không màu giữ ẩm, không kiềm được khả năng đổ mồ hôi đến 48 tiếng thì rất là thích luôn. Kem chống nắng của Senka và một cái lọ này Linh mua của Mumuso này, nhưng mà Linh chiết cái xịt tinh chất bưởi vào đây để dùng cho tóc, với cả đây là hộp đựng len của Linh. Thế thôi là toàn bộ những sản phẩm mà Linh mang. Thực ra là Linh có thêm một cái túi nhỏ nữa Linh vứt lại trong túi sách của Linh, thì Linh sẽ đựng son dưỡng rồi là giấy thấm dầu, kẹo ngậm, các thứ khác. Nhưng mà nếu mà để nói những sản phẩm mà Linh dùng để mang đi khi tập buổi sáng cũng như là đi du lịch thì sẽ có như vậy. Và đây là cái lọ nhìn thì là SK2 thôi, thực ra nó là cái sáp dưỡng tóc của Linh. Linh chiết ra cái lọ nhỏ này để Linh dùng buổi sáng. Đó là toàn bộ những sản phẩm mà Linh có trong cái túi đựng mỹ phẩm. Nhưng mà làm clip này là tiện thể giữa cả video đi Thái cũng như là video skincare khi đi du lịch. Bye bye mọi người nha. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Linh. Cảm ơn tất cả mọi người.